Đây là đài truyền thanh xã Phú Hậu. Xin giới thiệu ngày hội đoàn thanh niên với Internet. Kính thưa bà con và các bạn thân mến, vào ngày 12 tháng 6 tới đây, tại Bưu điện Văn hóa xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên. Tham gia sự kiện Internet với thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet. Để hiểu rõ hơn máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú như thế nào cho cuộc sống của các bạn. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ. Kể từ khi Internet xuất hiện tại Việt Nam, cách đây hơn 15 năm, đến nay Internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội. Rất dễ có thể nhận thấy những lợi ích của Internet mang đến cho xã hội. Internet giúp cơ quan, nhà nước thực hiện công tác quản lý hiệu quả hơn, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm được những hình thức kinh doanh, những cơ hội kinh doanh mới, giúp người dân có được một công cụ hữu hiệu phục vụ cho học tập, làm việc cũng như mang lại nhiều điều lý thú và bổ ích trong cuộc sống. Đặc biệt,